chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của Báo Giang Online, số thứ 85 từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 8 năm 2017, gồm có những tin chính như sau. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với xã Vĩnh Trạch và huyện Thoại Sơn. Ngày 2 tháng 9 diễn ra giải đua thuyền rồng Báo An Giang lần thứ 6 năm 2017. Phú Tân khai trương cửa hàng không đồng. Đoạn sạt lở xã Hòa An, huyện Chợ Mới không có hố xoáy và độ sâu bất thường. Trường Đại học An Giang công bố thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Nguyễn Thị Thật đoạt 2 huy chương vàng tại SEA Games 29. Khởi tố bị can trộm dây điện công trình. Trong tuần đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt cùng 248 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và hình thức tập hợp, coi đây là khâu đột phá, coi trọng sinh hoạt tư tưởng văn hóa dân chủ, đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động của hội gắn với chương trình kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 27 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Văn Châu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức tham dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6. Trong tuần, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã làm việc với xã Vĩnh Trạch và huyện Thoại Sơn. Phát biểu tại buổi làm việc với địa phương, đồng chí Trần Thị Bích Thủy đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của xã Vĩnh Trạch và huyện Thoại Sơn. Đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quy chế dân chủ ở cơ sở cho nhân dân và người lao động trong cơ quan doanh nghiệp. Giải đua thuyền rồng Báo An Giang lần thứ 6 năm 2017 do Báo An Giang và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Châu Đốc phối hợp tổ chức với sự tài trợ chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết An Giang sẽ chính thức khai mạc tại ngã ba sông Châu Đốc vào lúc 7 giờ ngày 2 tháng 9. Tham gia giải năm nay có 16 đội thuyền nam và 8 đội thuyền nam nữ của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn như thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng tranh tài hai nội dung 10 dặm nam và 10 dặm nam nữ phối hợp của hai cự ly 200m và 500m. Theo nhận định của giới chuyên môn, giới truyền thống và việc chuẩn bị khá chu đáo, các đội thuyền Vĩnh Quân, An Phú, Tân Châu, Cần Thơ, Sóc Trăng được đánh giá là những đơn vị nhiều khả năng vô địch giải đồng đội. Giải đua thuyền rồng Báo An Giang hàng năm được tổ chức tại thành phố Châu Đốc đúng dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Đây là điểm nhấn để du khách các nơi có thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn trong ngày Tết độc lập. Cửa hàng không đồng đầu tiên của huyện Phú Tân đã được khai trương trong tuần qua. Với phương châm thừa thì cho, thiếu thì nhận, cửa hàng hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cung cấp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hàng hóa thiết yếu các loại như quần áo, giày dép, vật dụng gia đình, gạo, vân vân. Sau 2 tháng vận động, cửa hàng không đồng huyện Phú Tân đã tiếp nhận quần áo, gạo và các vật phẩm quy ra tiền trị giá 123 triệu đồng. Qua kết quả quan trắc lòng sông, đoạn sạt lở tại tổ 10, ấp An Thạnh, xã Hòa An, huyện Chợ Mới cho thấy có hình thái lòng sông không có hố xoáy và độ sâu bất thường,
Tuy nhiên, mái dốc lòng sông khu vực này khi cách bờ khoảng 100m khá đứng, có độ sâu âm từ 16 đến 17m. Theo đó, vật liệu gắn kết giữa sông và bờ khu vực bị sạt lở chủ yếu là sét pha cát nên độ gắn kết yếu. Hiện đang cao điểm mùa nước nổi, cùng với dòng chảy chính của khu vực này khá sát bờ, có áp lưu lượng nước và hướng gió đẩy sóng vào bờ khá mạnh đã dẫn đến hiện tượng gây xâm thực liên tục. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới cấm biển báo sạt lở, thông tin cho người dân biết, hạn chế đi lại, di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1, trường Đại học An Giang xét tuyển thêm 325 chỉ tiêu các nhóm ngành sư phạm trình độ đại học và cao đẳng và 540 chỉ tiêu các ngành cao đẳng ngoài sư phạm. Theo đó, trường sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt 2 với tổng số điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn xét tuyển của các ngành còn chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm 435 chỉ tiêu trình độ đại học cao đẳng sư phạm và 220 chỉ tiêu trình độ cao đẳng các ngành ngoài sư phạm. Thời gian nộp hồ sơ đến hết 17 giờ ngày 28 tháng 8. Trường sẽ công bố kết quả chậm nhất ngày 29 tháng 8. Với phong độ xuất sắc, tay đua Nguyễn Thị Thật, đội gạo hạt Ngọc Trời An Giang đã xuất sắc mang về 2 chiếc huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 ở nội dung đua vòng tròn và đồng hàng nữ. Cụ thể, ở nội dung đua vòng tròn, có 13 vận động viên tranh tài với thời gian về đích 1 giờ 2 phút 9 giây. Nguyễn Thị Thật đã mang huy chương vàng đầu tiên cho môn xe đạp Việt Nam tại SEA Games 29. Xếp sau Nguyễn Thị Thật là hai vận động viên của Malaysia và Thái Lan. Ở nội dung đua đồng hàng nữ, có 14 tay đua của 7 quốc gia cùng tranh tài, lộ trình 3 vòng dài 104 km với cú rút nhanh, mạnh đầy quy lực sau 3 giờ 14 phút 16 giây. Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc đánh bại tay đua đội chủ nhà Malaysia và đặc biệt là tay đua Jutatip của Thái Lan, người từng đoạt huy chương vàng ASEAN năm 2014 để đăng quang chức vô địch. Trong tuần, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Văn Bình, sinh năm 1980, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2017, anh Quách Công Đức, sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, là công nhân đang thi công tại công trình kho lưu trữ tổng hợp tỉnh thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Đến công trình kiểm tra các thiết bị, thì phát hiện cuộn dây điện dài khoảng 70m trên nóc quả tạ của mái ép cọc bê tông bị mất trộm, nên gọi điện cho Nguyễn Quốc Hưng, người làm chung, hỏi thăm sự việc để trình báo lãnh đạo công ty. Trong lúc cả anh Đức và anh Hưng uống cà phê ngang công trình, bất ngờ phát hiện bắt quả tang Mai Văn Bình cùng ông Phan Thanh Hùng chạy xe lôi đạp, đang chuyển cuộn dây của công trình kho lưu trữ tổng hợp tỉnh bị mất trộm, nên trình báo công an địa phương bắt giữ. Chương trình điểm tin 24/7 của Báo Nhân Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.